We have to pee. Right. You've entered the parking lot for your destination. Arrived. Oh man, people are here. Oh yeah. Yeah, yeah, man. Two fishermen are here. We're late. It's the right time. That's what. Oh, VIP right here. There you go. Alright, let's ride. Ok, bây giờ gia đình buổi sáng 4 giờ sáng đến chỗ cái cầu ở biển Panama City. Cầu đây, bây giờ ra sớm để dành chỗ để câu cá. Hôm nay là chắc chắn là sẽ được nhiều cá lắm nè. Đây. Thành viên đi câu cá đây. Giờ cần câu đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần giờ đến là cá ăn thôi. Đến đây lúc 4 giờ rưỡi, giờ nó cũng đang sắp sửa sáng. Cần để sẵn đây. Cá mà vô cái là chỉ giật kéo lên thôi là dính một lần 3 con với 6 con vô chơi. Dính được con gì đây, con mực. Wow, con mực cũng câu được nữa. Câu vậy. Con mực này đó. Câu dính được con mực. Giờ trời cũng đang gần sáng lên này. Xuống là mình coi có ai dính con nào không nha. Ngoài đó có con cá heo. Đây, dính đường con nữa. Wow. Trời ơi, kéo lên đến đầu câu luôn kìa. Rồi tự rớt luôn. Nice little small one. Đây. Đi mới có 5 phút và nguyên thùng rồi đi về. Chiều ra tiếp. Bây giờ mình sẽ đến đây mình bắt ốc. Mới câu xong thì đánh bắt ốc nè. Đó, bây giờ mình đến cái chỗ này mình mà bắt ốc. Đây. Một nhóm người của mình bắt ốc đây. Show me man, show what you got man. Cái này chỉ là một phần thôi nè. Nãy mấy con bự bắt hết rồi. Hai con nằm kế bên rồi, không ạ? Ủa, they were hiding. Ủa, còn bệnh nữa phải không? Bắt nãy cũng được mấy pound rồi đó. Mấy pound rồi đó.
Yeah, I think that's it. Yeah. Thôi đủ rồi. Chờ nước trong đi, nhìn thấy nó ra mắt rồi. Nó chờ mấy tiếng nữa, mấy tiếng nữa, vô lại. Nó vô lại nữa đó, we can come back again and đi ban ngày, mình still wait. Đó, bắt rồi. Cái này, nó quá ngon luôn nè. Bự nè. Dustin đâu nhầm nhò gì. Này nè. Cái này là mấy con chúa tể. Nè, u quá cho nè. Dạ, bu lại nè. Kia đó kìa. Ừ. Đó, nó ăn đó. Mẹ, nó mới khoé nó ăn á. Chưa biết bởi cái con nó còn mập. Đây nè. Đó. Đây. Nó cái u nó ngửa kìa, phải không? Đây nè, đây nè. Này quá trời luôn. Mấy chỗ rồng này, cho mấy chỗ rồng này cho nó có nè. Đây nè, quá trời đây nè. They got scared. He said, oh. Giờ chờ mấy tiếng sau nó lên lại bắt tiếp. Cầm lên coi. Cầm mấy con bự lên coi. Oh, this is man. Oh, man. Oh, yeah. Con này bự nè. Yeah. Nè, nó nhiều lắm, nhiều mấy con bự luôn á. Đó. Đó, bự không quá, okay. Cầm mấy con lên luôn. Wow. 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 That one's huge. Hey, huh? Like this. Mất có mấy phút à? Có 10, 15 phút à? Is there a bathroom? Take me picture here and back. Is there a tub with him in front? Hey, rõ luôn nè. Bắt trong vòng có mười mấy phút là được. Quá trời luôn, cái này chỉ là một ngon á. Cái này chỉ là một phần thôi á. Cái này chỉ là một phần bắt được thôi. Đó. Đây con luôn cả như chấm nè. Nó muốn gừng. Đây nè, đây nè. Sảy luôn nè. Đó, thử rồi đó, coi rồi đó. Kéo về. Kéo dài là biết nó là mới rồi. Fresh luôn nha. À, cái thử luôn nè. Sao? Cảm giác sao? Ngon không? Quá ngon. Đúng rồi. Tại này là mới bắt luôn mà. Wow. Wow. Nhìn là cho nó miếng rồi. Cũng Facebook chưa? Go, really good. Yeah. What was this called, baby? What now? Up. Let me get the big one. Right. Can we let me? Let's go. Yeah. That's it. Let's go. All of that. Big one. Nướng con bự đi. Đó, người con bự đi cầm quay nè. H&L. Where's the towel? Okay. Đây. Sit down.
Holy! Oh, holy! 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 Good. Mm. Good. No. Good. It is good. Giòn luôn. Bắt ốc mà bự vậy nè. Wait, let me get some napkins for us. Really good. Này ngon hơn muối bà chợ nữa. Yeah. Thầy bắt á. Fresh, hồi nãy xuống nửa tiếng thôi mà cũng cũng thử này luôn á. Where's the napkins? Cắp canh nè. Ở đâu? Ở đâu? Ở đây hả? Bông bông bông. Cắp canh nè. Ngon quá nha. Dạ, dí ăn rồi, đen lắm. One dip. Can I just try it? What kind of smell is this? Stop dropping! Ngon quá ngon. Trời ơi. Ủa cái cắp canh như thế này. Nó như luôn rồi nè. Wow. You get the big one, bro. Okay, ooh, this one, this one. Chưa luộc hết. Ừ, cái này còn nhiều lắm. Nó còn nữa rồi, mới dưới đấy rồi. Thôi à. So oh, yeah. I'm back. Look at the big one. Yeah. Yep. Oh, thank you. Bảo ăn đây này. Bỏ cái but don't eat the top to the dark spot. Don't eat it. Bỏ cái đó chỉ là cái chân. Đó. Cái này rất sẵn ra luôn nè. Cá bên. Oh, you know what? Let's pass the empty bowl. I'll pass the sauce. Oh. Oh, you know, I can't believe it. Wow. Damn. All right, babe. Want to try? Want to try? Yeah. Hey, chắc ngày mai đi thì bắt tiếp á. You should try. Hey, babe. Ngon quá. Mọi người coi nè. Thấy không? Thấy con này không? Bây giờ tay nè. Trời ơi, tay mà bự vậy nè. Thấy không? Đó, nguyên con luôn nè, nó tháo cái này nha, bắt này nè. À, nghe không? Nè. À. YouTuber. Đó, đó. Đây là snail khổng lồ nè. Đó, bây giờ rồi, chấm để chấm vô nước mắm gừng rồi ăn thôi. Ừ. Không cũng ngon quá trời luôn à. À, món mới lên dĩa nè. Vừa nhậu món ốc xong cái là có món gọi là gì đây, nhồi nhồi trường. Hấp dẫn quá trời luôn. Còn hơn ở ngoài chợ làm luôn. Quá ngon. Rồi rồi. Này, you have to. Dude, just try it. What is that? Just try it. Món này món này, chữ này. Khỏi chấm luôn không? Khỏi chấm luôn không? Chấm luôn. Chấm nóng gừng luôn à. Dạ. Ăn thử nha. Ok, bữa nay em ăn ngâu. Em mới lói á. Ừ. Ăn miếng lá nữa. Ăn. Ừ. Một đĩa bán hai mấy đồng, ba mấy đồng. Đúng rồi. Ừ, ngon. Cái ngủ đó con. Gái ngủ. Để không chơi hả? You wanna play? Chơi đó. You wanna go sleep? Yeah. What time is it? Damn bro, nah man. I think we'll pass tonight, but you gotta wait early tomorrow. Oh, intestine? Yeah, no. No deal. No deal. Good. Oh, second place. Second. Third. Bob.
I'm trying to win. Đánh biển chơi, nhậu nhẹt là đánh bài. I'm first again. We are even. $2, two. The place only $1. Wait. Đây. Hai con cá thu cắt ra để cút cút sẵn. Nói chụp hình mấy đứa nhỏ quên. Cho cái nhỏ cầm á. Dạ bỏ cho thua lời hả? Ở thua lời có mua đó bỏ lời nha. Cái này cắt ra luôn hả? Thôi tưởng đâu là cắt cút cút luôn chứ. Không à. Không có vô. À. Mấy cái kéo.